thân mến, chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Tiếp tục hôm nay thì là sự phối hợp của một con máy xúc Komatsu PC200 cần dài và một con Komatsu PC200 phiên bản cần ngắn các bạn. Đây, vẫn là cái kênh mương hôm bữa, kênh mương quen thuộc đây. Thì buổi làm việc ngày hôm nay, sau khi đã đổ toàn bộ những cái thành bê tông của dưới cái lòng kênh này, thì hôm nay thì bắt đầu hai con máy xúc này kết hợp với nhau để tiến hành nhổ những cái tấm tôn kia lên để thu dọn các bạn ạ. Cái tấm tôn này hay còn gọi là tấm cốt pha đấy. Tấm này được ghép vào để đổ bê tông cho nó phẳng và nó đẹp. Thì bây giờ sau khi đã đổ và ghép nối xong xuôi rồi thì bắt đầu là bộ đôi máy xúc này sẽ tiến hành là kết hợp để nhổ những cái tấm tôn này lên để cẩu lên xe cẩu và mang và vận chuyển về kho các bạn ạ. Đây, phía xa xa các bạn kia là một con xe cẩu đang đậu để chờ lấy những cái tấm tôn này mang về. Đấy, chỗ này thì là một sự phối hợp giữa một bác cần dài và một bác cần ngắn đây. Đây, đang phối hợp đây để nhổ nó kia. Cái tấm tôn này thì được ghép, mình gọi là tấm cốt pha đấy, được ghép lại với nhau rất là sâu và bây giờ bị lượng bùn, lượng đá nó chèn vào rất là nhiều nên khiến cho là nó rất là nặng. Thì hiện tại thì một con cần ngắn kia sẽ tiến hành nhổ cái tôn này lên, còn bác cần dài sẽ phải nạo vét cái phần đất đá lèn vào bên cái cốt pha để giúp cho nó nhẹ hơn, để dễ dàng nhổ những cái tấm này lên các bạn này. Và vất vả rất là nặng, bao nhiêu đất cát bùn lầy nó chèn sát vào trong cái tấm tôn này khiến cho cái tôn này nó nặng không thể nhổ lên được. Đấy, một tấm đã lên các bạn này, thành công chưa? Đấy, như vậy một tấm đã được nhổ lên rất là nặng. Cái tấm tôn này thì hầu như phải máy to mới có thể là nhổ lên được các bạn ạ. Đấy, một tấm đã được nhổ lên. Bây giờ thì cái tấm tôn kia thì sẽ được bác tài chúng ta cẩu lên bờ, cẩu lên bờ để cho con xe cẩu kia nó có thể là cẩu lên các bạn. Đấy, sau khi mang được những cái tấm tôn kia lên trên bờ thì bác tài của chúng ta sẽ tiến hành tiếp tục quay trở lại để có thể là nhổ những cái tấm tôn còn lại lên các bạn ạ. Đấy, còn bác tài phần dài này sẽ vẫn tiếp tục là ghép những cái phần bùn đất nó lèn vào cái phía sát thành của bê tông này, mục đích là để giảm thiểu cái phần nặng đất đá lèn vào cái tấm tôn đó để giúp cho cái tấm tôn này có thể nhổ lên. Đấy, cái công việc này thì phải phối hợp giữa bộ đôi hai con các bạn ạ, để giữa một con cần dài, một cần ngắn, một con đào, một con ghép. Dĩ nhiên là một con đào rồi quay lại nhổ cũng được. Nhưng đây thì tiện công thì hai con đang đậu một chỗ thì có thể là một con ghép, một con nhổ lên. Thì sau khoảng thời gian mưa lụt lội diễn ra, con kênh này đã ngập nước. Cuối cùng thì đoạn này đã được xử lý xong. Sau khi xử lý xong, bây giờ là hoàn thiện tốt là nhổ những cái tấm tôn để giúp cho mấy cái bác xe ủi này có thể là san lấp cái mặt phẳng này, giúp cho cái mặt phẳng này nó được phẳng và làm một cái đường công vụ để đi lại, đi thông. Ở cái phần bên tay phải các bạn, đây là cái đường này đã được đổ bê tông hoàn thiện rồi, hoàn chỉnh và đẹp đẽ rồi. Duy nhất là chỉ có phần bên kia thì họ đang bắt đầu đang thi công, đang làm để một cái đường công vụ cho nó lấy đường đi lại. Bên đấy họ đang họp chợ, đang buôn bán được. Bác tài bên kia thì đang cố gắng là cạy những cái tấm tôn lót kia mang lên các bạn ạ. Đây, tấm tôn đấy là tấm tôn lót để cho máy di chuyển trong thời gian đường nó lắm nhiều bùn sình lầy. Duy nhất ở đây thì còn đâu đó khoảng 2-3 tấm gì nữa thôi. Bắt máy xúc kia thì bắt đầu cần ngắn đang cố gắng là gắp những cái tấm tôn còn lại trên bờ để dọn gọn luôn.
đường này toàn bộ là đổ bằng bay biết rồi, bằng đá cứng rồi, nên là không sợ về cái vấn đề là lún lầy nữa. Thay vào đó là một cái đường rất là đẹp. Cái đoạn này sau này mà làm xong rồi thì rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Hai đường hai bên giữa là một con kênh con mương, hai đường hai bên cộng với là một cái bờ kênh ở giữa đẹp, hai đường hai bên nữa cực kỳ hot luôn. Bây giờ máy sẽ tiếp tục là tiến hành cái phần cẩu những nốt cái phần tôn này lên các bạn ơi. Đấy, thời gian cẩu cái tấm tôn bên kia đã xong, bây giờ là chỉ còn lại là những cái tấm tôn ở bên này thôi. Sau khi đã cẩu lên được cái tấm tôn siêu to rồi các bạn ơi. Đấy, thì bác tài đang san lấp cái tôn, san lấp đất để vào những cái thành của cái bờ kênh này, giúp cho tạo một cái đường đi lại. Tôn kia thì được kéo lên tận trên bờ các bạn nha, kéo lên trên bờ để lát nữa xe cẩu họ vào để cẩu lên để dọn dẹp vào kho. Duy nhất là chỉ đâu đó còn khoảng một tấm nữa thôi là xong, còn cần rất là dài.